đây là cây kéo cắt ton mà hàng là tương đối là cực là hiếm, nó cũng có tiếng tại vì cây này nó là hiệu Blue Phone của Mỹ. Cây này nó nào giờ đó giờ bán đồ vải lâu lắm mà mình cũng mới gặp cây đầu tiên. Cây này thì nó dài 32 cm, cái đầu kéo nó rất là bay, rất là dày nè. Ở đây cái tán của nó là tán chống tuôn nè, chứ không phải là dạng của Nhật hay là mấy cái hàng khác á, thì nó là cái tán này có thể xài một thời gian cắt là nó sẽ tuôn ra, còn cái tán này là chống tuôn nè. Tại bây giờ hiện mẫu bây giờ mình không có ton, có ton nè, cắt giải cho anh em xem thử. Cái nước thép nó đã lắm. Còn đây là cái cần tiếp tự động. Cần tiếp tự động này là tiếp của Mỹ nè. Tiếp của Mỹ, còn cái cần này cần KTC là của Nhật. Tiếp này thì nó thông số của nó là xài được bu lông là từ 7mm tới 19mm. Cây này ví dụ như tối mà mình đi đâu gấp, mình cần mở cái gì việc nhẹ thì mình xách nó theo, là chỉ cần mình mở tất cả con ốc. Còn cây này mình bán cho ông bạn già lâu lắm nè, cho ông bạn già cũng không có lấy nè. Cây này cũng của Mỹ luôn, mà cây này thì từ 7 tới 15 thôi. Còn cái này là cây cái đầu mà chuyển từ súng bắn vít mà ra 1/2 để mình chạy tiếp á. Cây này là hàng hãng của hãng Anet.